Đời sống miệt thứ ngày thứ hai giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, check-in thị trấn thứ 11 huyện An Minh tỉnh Kiên Giang. Theo ghi nhận của miệt thứ thứ 11, ngày thứ hai giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bà con miệt thứ thứ 11 vẫn tiếp tục chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid. Người dân vẫn duy trì nếp sống sinh hoạt ngay tại nhà và làm những công việc xung quanh nhà. Mật độ người dân ra đường khi thật sự cần thiết trong ngày hôm nay có tăng nhưng không đáng kể. Họ ra đường đi mua nhu yếu phẩm là thức ăn, trái cây, mì gói và thuốc tây. Chợ cá thuộc khu chợ truyền thống và hoạt động kinh doanh với nguồn thực phẩm đa dạng đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu cho bà con trong suốt những ngày giãn cách xã hội sắp tới. Giá các mặt hàng bình ổn hoặc có tăng nhẹ so với thường nhật. Có chỗ nào bán chén? Miệt thứ thứ 11 ghi nhận tại chợ cá và khu vực xung quanh chợ thứ 11 huyện An Minh tỉnh Kiên Giang. Bây giờ mình đi qua khu Trần Uyên đi. Ngay khu Trần Uyên nó có cái siêu thị á. Siêu thị nó còn mở cửa không? Không sao đâu. Đóng cửa rồi. Chưa xong nữa hả? Đã bao nhiêu đơn hàng rồi? À, mua cho em khu cách ly hả? Nó quay phới gì nè? Ai phới vậy? Để đi, bữa nào mất nói bán cho bà. Để qua được. Còn hơn ăn Tết rồi đó. Trời ơi, Tết luôn á. Tết đâu có được ăn gì đâu. Rồi, bye bye nha. Giữ gìn sức khỏe. Tiếp tục công tác.